Này, anh xem đi, rồi ký cho tôi một chữ. Cái gì thế này? Cái gì thế này? Sao lại ly dị? Chúng ta không thể, tôi không thể làm vợ anh được nữa. Ơ này, Nga, Nga, đứng lại đã. Ngâm này. Nga đấy à? Bố ra đây. Tưởng Nga lại là bà. Tưởng bà đang ở tòa án đấy chứ. Còn với cái đến là ngang ngạnh. Nó có cho ai đến đâu mà. Tôi đã nóng hết cả ruột cả gan lên đây. Không biết lần này tòa án họ giải quyết ra sao đây.
Chuyện tòa án thì tôi chịu. Nhưng thật là bất hạnh. Nếu mà vợ chồng nó xẻ đàn tan nghe. Mình đi tiếp chứ em. Có còn việc bảo tàng nào nữa không anh? Còn nhiều chứ, nhưng để lần sau. Thế nào, đi chơi với nhau em cảm thấy miễn cưỡng không? Lần trước thì khó chịu một tí, nhưng lần này bổ ích và lý thú hơn. Thật lòng đấy chứ. Sợ gì anh mà không thật lòng? Sao anh đa nghi thế? Bệnh nghề nghiệp à? Không dám, anh thật xin lỗi. Về chưa anh? Bây giờ mình ra kia chơi đi. Thật là xấu hổ với họ hàng nội ngoại. Phèn này không dám ngẩng mặt lên nhìn ai nữa. Thôi bà, chuyện đã có gì đâu mà bà sụt sịt. Bà nín đi cho tôi nhờ. Nước mắt bây giờ không giúp được gì cho chúng nó đâu. Ông này, con Ngài nhà mình nó đứng đơn ly dị. Không biết hôm nay nó có phải đứng trước vành móng ngựa không nhỉ? Làm sao mà tôi biết được cái chuyện móng ngựa với móng trâu? Tôi đã ly hôn lần nào đâu. Tôi xin lỗi ông, tôi hỏi ngớ ngẩn quá. Thôi, về việc này, tôi mong rằng suốt đời cứ ngớ ngẩn như bà. Con chào bố mẹ ạ. Ông Nga, thế nào rồi à con? Vẫn chưa ra đâu vào đâu cả. Tòa gọi lần thứ hai rồi phải không con? Vâng, nhưng vẫn là điệp khúc hòa giải, hòa giải. Mà hòa giải được thì cần gì đến họ cho mệt cơ chứ. Thôi, uống nước cho hạ hỏa đi con. Con xin bố. Trước một việc hệ trọng như thế này, con phải bình tâm cân nhắc, kẻo sau này hối mà không kịp. Tòa cũng muốn hòa giải là có lý của họ chứ. Chẳng qua là họ muốn tránh cho dân gặp phải những điều đáng tiếc. Bố con nói đúng đấy. Đừng già néo mà lại đứt dây con ạ. Mà thằng Khả nó có tệ bạc gì với con đâu. Rồi ạ. Sau bao nhiêu năm nay, bố mẹ cứ bênh con rể chằm chặp thế. Con hãy xem lại mình đi. Con xử sự như vậy là không công bằng. Bố mẹ bây giờ thì nhìn kỹ con xem. Từ một thiếu nữ vô tư, trở thành một thiếu phụ ốm o, ăn bám. Con rể của bố mẹ đã dập tắt hoài bão của con. Không cho con bằng chị bằng em. Biến con thành một nô lệ. Làm gì có chuyện đó. Thằng Khả không thể như thế. Mẹ thấy con khỏe mạnh và xinh đẹp hơn trước nhiều. Hay tại cái gương nhà con nó sai hình? Không thể đổ lỗi do soi gương được. Làm gì có chuyện đó. Con biết ngay mà. Lại bênh con rể chằm chặp. Anh ta tính nết ngày càng ngang bướng, thay đổi công việc xoành xoạch. Thế bố mẹ có biết anh ta đang học tiếp nghề gì không? Nó lại học thêm một nghề khác à? Có một vĩ nhân đã từng nói, điều quan trọng nhất của đời người là phải luôn luôn tự hoàn thiện mình. Nó học thêm nghề thì có gì đáng ngạc nhiên đâu. Nhưng cái nghề này á, thì dù có chết, con cũng không thể chấp nhận được. Nghề gì thì nghề, nhưng cứ lương thiện là được con ạ. Alo. À, ông Hạ đấy à? Vâng, mẹ con cháu Nga vẫn đang ở đây. Sao? Ông nói lại cho tôi nghe xem nào. Làm gì có chuyện ấy? Hả? Tai nghe mắt thấy à? Ô kìa. Ông. Trời bố. Ơi. Kìa bố. Ông làm sao thế? Bố. Sao thế hả bố? Bố uống nước đi. Có chuyện gì thế ạ? Tội nghiệp cho con Nga ơi. Dạ. Thằng Khả. Nó chết rồi. Chuyện gì đấy nhở Bảo ơi? Có nhìn cái gì không? Nhìn cái nào được cái là cửa cổng kín như bông. Tôi chưa từng thấy nhà ai giấu đám tang như nhà này đâu nhá. Bác Hạ ơi, ai chết hả bác?
thì thằng Khả chứ còn ai nữa. Hả? À? Sao nhanh thế? Hôm qua anh ấy mới vừa sửa xe cho cháu ở ngoài hàng cơ mà. Vậy đó, chỉ cách nhau hơi thở, Diêm Vương đã gạch đít rồi. Không thể tin nổi. Chẳng biết nó có về ăn cơm không đây. Tôi với bà cùng trong ngành với nó, giờ giấc sinh hoạt với gia đình đâu có được tính đến, nhất lại là cái anh trinh sát hình sự. Vâng, tôi biết rồi. Nhưng hôm nay nó đi chơi với cả bạn gái nó. Thằng Khởi nhà mình nó có người yêu gì hả bà? Vâng. Cô gái nào thế? Ông chả quan tâm gì đến nó cả. Suốt ngày chỉ báo với Trí, toàn là những chuyện trên mây. Cái Ngân, em vợ thằng Khả, thế mới gầy chứ. Một cô gái xinh đẹp, ngoan ngoãn, gia đình lại nề nếp, thế mà bà bảo là gay à? Gay ở chỗ nào cơ chứ? Chả lẽ hai anh em ruột lấy hai chị em ruột à? Không thành vấn đề. Nhưng tôi thấy nó cứ thế nào. Thế nào là thế nào? Một chuyện bình thường, không vi phạm đến pháp luật, mà bà còn lo ngại cái gì chứ? Thôi, đành vậy. Âu cũng là cái duyên cái số. Thế nhưng nếu chúng nó thành vợ thành chồng thì tôi với ông mất đứt đi một gia đình thông gia mới. Cái bà này, tình cảm sao mà so đo thế? Bà để tôi, bà để tôi. Nghe điện thoại mà cũng phải đeo kính. Alo. Hả? Okay. Ông. Ông làm sao bà đấy? Ơi, thằng Khả nó. Hả? Thằng Khả nó làm sao? Ông bình tĩnh nói đi xem nào. Lá xanh rụng trước lá vàng rồi bà ơi. Nó. Lần sau có nhiều thời gian, anh sẽ đưa em đi thăm thật nhiều nơi nữa. Mình về chưa anh? Bây giờ vẫn sớm. Ra kêu uống nước đi. Anh chị dùng gì ạ? Anh cho một cốc nước chanh và một chai bia Hà Nội. Vâng ạ. À này, dạo này chị gái của em có còn làm căng với anh trai của anh nữa không? Căng lắm anh ạ, bà gọi lần thứ hai rồi đấy. Chết thật. Sao không thấy anh Khả nói gì với anh cả? Không lẽ tình hình lại tồi tệ đến thế sao? Cũng chỉ tại chị Na em tính khi hiếu thắng lắm cơ. Thế anh Khả không hề có lỗi gì trong chuyện này sao? Em nhận thấy anh Khả là một người chồng yêu vợ thương con, dám làm dám chịu, một người đàn ông chân chính. Gửi anh chị ạ, cảm ơn. Thế có nghĩa là con trai bọn anh chưa chắc đã phải là đàn ông, đúng không? Không có gì là không thể cả. Alo. Vâng, con Khởi đấy ạ. Sao ạ? Bố nói cái gì? Bố nói to lên ạ. Sáng nay. Trời ơi. Vâng, con sẽ về ngay. Có chuyện gì thế anh Khởi? Anh Khả chết rồi. Hả? Anh bảo cái gì cơ? Bài này cháu thổi như thế là ổn. Nhưng còn bài Lâm Khốc là chưa xong. Bài Lâm Khốc ấy, là phải réo rắt mưa sầu gió thảm, chứ không buồn man mát như bài Nam Ai. Rõ ấy. Dạ vâng, vâng, vâng. Còn cái cậu nói lắm rồi nữa. Gõ trống cho dàn nhạc kẻ đám ma ấy, là phải dứt khoát. Cậu gõ còn gượng, chưa gọn. Gõ trúng cơm ấy, chủ yếu là bằng ngón tay. Dạ. Chứ không phải là thế này, thế này. Sao? Rõ chưa? Dạ. Cháu sẽ cố gắng ạ. Nghe đấy, cố gắng lên. Còn cậu nữa. Dạ. Nhị gì mà cậu cứ kéo liến láo như là nhạc violon hành khúc kìa. Dạ.
cậu nên chơi chậm chậm lại một tẹo. Dạ. Nên nhớ đây là nhạc đám hiếu. Dạ. Cổ tay phải dẻo. Dạ vâng ạ. Tốn. Dạ vâng. Mà sao lúc tôi nói mắt cậu cứ nhấp nhà nhấp nháy thế hả? Thằng này bị tật nháy mắt từ bé đấy cậu ạ. À. Chả thế mà tụi cháu đi chơi với nhau toàn bị bọn con gái bạo mồm bắt nạt. Sau này nếu đi hành nghề nhớ đeo cặp kính đen vào, rõ chưa? Vâng, thưa thầy dạy nhạc, Phơn nó bị tật nháy cả ngày. Dạ vâng. Khi nào nó ngủ thì mới hết nháy. Dạ vâng. Chán chả buồn chết đấy ạ. Còn cậu nữa, cậu giơ tay móng lên tôi xem nào. Đấy, căng thẳng quá à, cứng đờ đờ, phải buông lỏng mềm dẻo này. Đấy. Cậu quánh mạnh quá, cứ như bật bông ấy, nó mất nghiêm đi. Cháu mượn kia đi không? Thôi, các cậu chuẩn bị nhạc cụ, so lại dây đàn cho âm thanh thật chuẩn. Vâng. Chờ Khả nhận điện xong, ta khớp lại bản Nam Ai cho thật nguyễn, nhé. Vâng, con Khả đây ạ. Sao ạ? 100% là con đấy mà. Vâng. Sao lại thế được ạ? Con đang sống sờ sờ và đang nói chuyện với bố đây này. Vâng ạ. Ở ngoài cổng ấy ạ. Vâng vâng, để con ra xem sao. Vâng vâng vâng. Có chuyện gì mà mặt cậu xị xuống như đưa đám thế? Cả làng đang tưởng tôi tạ thế. Tốt quá. Vậy là thành công rồi. Chúng ta có thể đi kiếm tiền của thiên hạ được rồi. Khả, cháu lại đây, khớp nốt bài Nam Ai cho thật nguyễn vào. Ai oán gì nữa cậu ơi. Không ổn rồi. Cậu ngó ra cổng mà xem, dân tình đang chờ cáo phó cơ kìa. Cậu không ngờ phiền toái đến thế. Thế bây giờ có tập tiếp không ạ? Có lẽ phải chuyển địa điểm với cái cháu ạ. Vợ thằng Khả mới biết chuyện này, vỡ đám ấy. Lại là điện chưa buồn đấy. Ơ, nhà anh Khả đang này cơ mà. Nhưng mà anh muốn mua một ít hương nến. Xuống đi em. Alo. Vâng. Thế hả bố? Vâng. Vâng vâng, con đi đây ạ. Sao thế? Anh Khả không chết. Sao lại có chuyện quái dị thế? Anh cũng không biết. Lại có người tưởng cậu chết nữa à? Nước đây, hãm đi, chán chả buồn chết. Ông chú ruột cũng tưởng thằng Khả này chết rồi. Tại ban nhạc của ta chơi quá hay, đi vào lòng người đấy thôi. Hay thì hay đã đành, nhưng sợ làng nước hiểu lầm. Xem ra tập ở nhà cháu không ổn, hay là chuyển về nhà cậu. Cậu là nhà công tuồng, tiếng kèn tiếng trống là lẽ đương nhiên. Nghe được đấy cậu ạ. Cậu là văn nghệ sĩ chính cống cơ mà. Cháu thấy nhiều người nói văn nghệ sĩ là phải ầm ĩ khác thường, rượu bia như nước lã. Cháu thấy tập ở nhà cậu là hợp lý đấy. Nhất trí rồi. Dù sao cậu cũng là văn nghệ sĩ chính cống. Không được đâu. Chúng mày chả hiểu cái gì cả. Ở đây có thằng Khả nó biết tính mợ nó rồi đấy. Một sư tử Hà Đông chính hiệu. Vâng, cháu nhớ ra rồi. Tập ở nhà cậu
khác gì nộp mạng cho thú dữ. Ác liệt thế cơ ạ? Cũng có một tí như vậy. Lâu dần rồi nó quen đi. Đúng đấy, cậu thân xứng đáng được phong là dũng sĩ diệt thú đấy. Dạ đúng đấy ạ. Về nhà anh chàng hay nhấp nháy mắt kìa, được không? Nhà cháu vô tư, cháu chỉ sợ cậu chê thôi. Chán chả buồn chết. Không được đâu cậu ơi, nhà nó mở cửa là phải bước lên giường thôi. Mỗi lần thấy áo là nó phải thò tay ra cửa sổ rồi. Đúng đấy, nhà chật đến mức ấy à? Dạ, 10 mét vuông đất dành cho hai vợ chồng và một đứa con. Nói chung cũng không đến nỗi, nhưng chả hiểu sao vợ con cháu dạo này cứ tăng trọng bất thường, nhà thì cứ bé dần đi. Thật chán chả buồn chết à. Vợ phơn hù măn còn chê ngấy đấy. thôi, ổn định trật tự đi, các tướng. Nếu như thế là đủ rồi. Bây giờ tất cả phải động não một tí đi. Ban nhạc mà không có chỗ tập, coi như là đứt. Kiểu này thì đến thả bè ra sông mà tập thôi. Thật chán chả buồn chết. Hay, cái thằng chán chả buồn chết này thế mà hay. Sáng kiến nghe có lý. Tôi thấy chả có ai tập thổi kèn đánh trống, kéo hồ kéo nhị trên bè cả. Chóng mặt bỏ bu, tớ không chịu nổi sóng đâu. Anh Đa nói đúng đấy. Không bảo đảm an toàn, tớ không biết bơi, nhỡ lộn cổ xuống sông chết đấy. Đúng đi. Hay, mọi người để tôi nói đã nào. Tôi có nói đóng bè để tập nhạc đâu. Cô mày điên. Xem ra thằng Khả có cách rồi đấy. Bọn mày để yên cho nó nói. Này, cậu mày chỉ bơi được trong chậu tắm thôi đi. Đừng có mà chơi khó nhau. Chúng ta sẽ ra bãi sông. Ở đó một mình một bãi, tao mà tập. Mọi người nghĩ thế nào? Tuyệt vời. Nếu không muốn nói rằng trên cả tuyệt vời. Ra ngoài đó chúng ta tha hồ mà đánh trống thổi kèn, kéo hồ kéo nhị, chẳng ảnh hưởng đến ai cả. Tới nhất trí. Tất cả anh em đã nhất trí việc lựa chọn địa điểm tập. Coi như tôi đã quyết. Ngang. Mợ đi đâu đấy, cho mợ hỏi tí. Chắc mợ lại đi tìm cậu con chứ gì. Cậu thân có đây không cháu? Không có đây đâu mợ ạ. Mà việc gì mợ cứ phải cất công đi tìm thế? Thì cháu bảo không đi tìm thì ai cất công tìm hộ cho đây? Mợ cứ đi tìm cậu, rồi cậu đâm sinh kiêu đấy. Trời mãi rồi cũng phải mò về thôi, tìm làm gì cho mệt. Vẫn biết là như thế, nhưng mà cái ông cậu của cháu càng ngày càng hâm hâm dở dở. Cứ sánh ra một cái là đàn đúng hết ngày hết buổi. Có đồng nào là chiêu đãi hết đám nọ đến đám kia. Ra rồi mà còn dại. Nghe nói mợ quản chế cậu cháu chặt lắm cơ mà. Cháu ơi, tóm lại đời là bể khổ cháu ạ. Dạ. Thằng Khả nhà mày có nhà không? Cháu cũng không rõ. Nhưng mà có chuyện gì với Khả thế hả mợ? Cậu cháu nhà nó cứ thì thả thì thọp. Chắc là có âm mưu gì đây. Thì ra là cậu thân đầu têu. Đầu têu à? Cháu bảo cái gì? Cháu nói gì mợ không hiểu. Dạ. Nói lại cho mợ nghe xem nào. Chuyện là thế này mợ ạ. Cậu thân đang huấn luyện họ chơi nhạc đưa đám. Sao? Cháu nói cái gì? Cậu thân đầu têu à? Lại một vụ bê bối nữa à? Cháu chắc là như vậy. Cháu thấy họ cứ hẹn hò tụ tập với nhau mà. Thế họ tập ở đâu? Để mợ đến lôi cổ ông ấy về. Sáng nay cháu thấy họ hẹn nhau tập ở nhà cháu đấy. Thế mà cháu cũng để yên được. Mà tao nghe nói mày cũng dắt mũi được thằng Khả cơ mà. Bọn cháu đã ly thân được mấy tháng nay rồi mợ ạ. Và lại cháu đâu có đủ kinh nghiệm để dắt mũi một người nửa tỉnh nửa quê như Khả. Mà thôi, cháu phải đi đây. Nga, ui thế có khổ thân tôi không cơ chứ lị. Hôm nay cậu cẩn thận cho cả cái xe con này vào nhà làm gì? Cổng ngoài cậu đóng chặt rồi.
Sao hôm nay cậu đóng cả cổng cả cửa và tối mù thế này? Sắp đến giờ sư tử đi săn, mình phải cửa đóng then cài cho nó chắc chắn. Cẩn tắc vô ấy đấy cháu ạ. Chả trách mọi người bảo cậu cực kỳ sợ vợ, chẳng ngoan chút nào. Nói láo, người như tao mà lại sợ cánh quần thâm nhỉ? Quên khẩn trương, đừng nghe tin đồn nhảm. Chẳng qua là ta học cách quân tử, phải tôn trọng liễu yếu đầu tơ. Này, rồi sẽ có lúc mày được chứng kiến tận mắt, xem cậu mày có sợ vợ hay không. Cháu phục sát đất về cái khoản quân tử của cậu đấy. Nhưng mà này, mợ đâu có yếu. Cháu thấy một tay mợ nhấc bổng cậu lên dễ như không. Mà càng ngày mợ càng lực lưỡng ra đấy. Cậu đừng có chủ quan. Ui trời ơi, to xác làm những cái trò trống gì. Yếu trâu còn hơn khỏe bò. Cánh đàn ông bọn mình ấy, ngại nhất là cái khoản võ mồm, đúng không? Đúng. Cái đòn âm ỉ rất khó chịu, dẫn đến tan cửa nát nhà như chơi cậu nhỉ. Đấy đấy, 99% các vụ tan vỡ hôn nhân là do cái miệng của đàn bà đấy. Một nhận định rất đúng, một câu nói tuyệt vời. Thôi thôi, cho kèm vào túi. Vâng. Hai cậu cháu mình ra quán, hôm nay cậu chiêu đãi. Nghe tiếng xe máy quen quá nhỉ. Chẳng nhẽ Khả ơi. Khả. Dạ. Khả có nhà không đây? Khả ơi. Đừng có thưa, đừng có thưa. Quay như nhà đi vắng hết. Nhưng nhỡ có chuyện gì quan trọng thì sao? Úi giời, chắc chắn là không liên can đến cháu. Cháu yên tâm. Ngồi xuống. Quái nhỉ. Ở cửa hàng cũng không có, ở đây thì cổng khóa, cửa đóng. Quái thật. Không có thể đi đường nào nữa chứ. Sao tự nhiên cậu mất bình tĩnh thế? Gớm thật đấy. Hơn cả chính xác hình chữ. Giờ phút này mà mày còn lôi kẹt đồng cho mày thổi à? Có khác gì lạy ông quê ở bụi này? Mày lên cơn vật à? Có gì bình tĩnh. Biến rồi. Lại thế nào được với cao thủ này? Cô họa bằng tìm kim. Sao lúc nãy cậu tinh tướng lắm cơ mà? Xử thế về lúc cương lúc nhu. Sách đã dậy rồi, chi bỉ, chi kỷ, chấm trận, chấm thắng. Ngày một, ngày hai cách biệt nhau. Chẳng đưa cùng em. Trong hoàn cảnh hiện giờ, nếu là em sẽ không nghe cái thứ nhạc ảo não thế này đâu. Nó chỉ càng làm cho mình bế tắc thêm thôi. Chưa bao giờ em thấy chị yếu đuối như lúc này cả. Điều đó chỉ xảy ra với em thôi Ngân ạ. Chị Nga này, em hỏi thật chị nhá. Anh Khả đánh chị à? Không mà dám. Không dám, hay là anh ấy lèm bèm chửi bậy? Càng không dám. Cũng không dám. Hay là anh ấy có tật trai gái rượu chè? Có không chị? Có mà bố bảo cũng không dám. Vậy sao chị cứ nằng nặc đòi bỏ anh ấy? Ngân ạ, chuyện hôn nhân phức tạp và khó nói lắm. Em nghĩ rằng mọi mâu thuẫn đều có lý do của nó, và không hề có một trường hợp ngoại lệ nào cả. Cho đến một lúc nào đó, em sẽ tự tìm ra được câu trả lời. Cậu ơi, cậu lên xe cháu đưa cậu về. Cậu nhớ mợ gặp bây giờ chết cháu đấy. Về là về thế nào? Cậu bảo gì ạ?
Giời ơi, mày bỏ cái mũ bảo hiểm đây. Nghe cho nó rõ đây này. Ba bét nhà, mày lại đội mũ bảo hiểm. Gương mẫu thế. Ôi, tụi cậu lên xe cháu đưa cậu về. Kẻo nhỡ mợ mà gặp thì... Này này này, mày tưởng tao sợ mợ đây à? Hoang tưởng. Cậu không sợ, nhưng mà cháu sợ. Vậy thì mày cứ việc sợ, chả can hệ gì tao. Ôi trời, thế bây giờ cậu muốn đi đâu nữa? Mà này, mày chả việc gì phải sợ mợ à? Mợ có nhìn đi gì đâu, có đi được đâu đâu. Mấy tháng nay, bà bị quáng gà rồi. Thành thực chúc mừng cậu có những buổi tối tự do. Nhưng phải về thôi cậu à. Này, cuộc đời chả mấy khi có cơ hội tốt như thế này. Với lại, cháu đã là nhạc công, là cùng cánh nghệ sĩ với cậu. Cậu có trách nhiệm phải tạo cho cháu có một tâm hồn và phong thái sinh hoạt thật nghệ sĩ. Thế thổi kèn đám ma như cháu mà cũng được coi là nghệ sĩ hả cậu? Được quá đấy chứ. Ở đời, ối đứa trả ra gì còn được nữa lẻ cháu. Thế thì tuyệt vời. Cháu sẽ trên từng cây số với cậu để biết thế nào là đời nghệ sĩ. Cậu lên xe, cháu chờ cậu đi. Tối đến nhập nhoàng gà lên chuồng là mắt cứ như mù dở ấy. Nhìn cái tù ma tù mù chóng hết cả mặt. Tuất. Dạ. Mày xem mấy giờ rồi? 10:20 rồi mẹ ạ. Mẹ không nhìn thấy gì thật à? Nếu tao không bị quáng gà ấy, thì giờ này đã không ngồi ở đây. Mà đã tóm được lão ấy lôi về rồi. Mà này, mày mở tủ ra xem đồ nghề của bố mày còn cái gì không? Vâng ạ. Sao? Thế nào rồi? Nói tao nghe xem nào. Còn nguyên mẹ ạ. Nguyên là nguyên thế nào? 2 chiếc kèn tàu, 1 chung 1 tiểu, 2 chiếc trống bản 1 nhỏ 1 to, 1 trống cơm, 1 nhị, 1 hồ, 1 đôi trẹ, 1 thanh la, 1 dùi gỗ ạ. Sao mày am hiểu mấy cái thứ phức tạp ấy thế hả? Bố dạy con đấy chứ ạ? Rồi ạ, bố mày còn nhồi nhét vào đầu mày những thứ gì nữa hả Tuất? Bố con dạy rằng, ở đời muốn làm người tử tế, cần phải biết tam tòng tứ đức, phải thông thạo cầm kỳ thi họa. Tam tòng gồm, tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, có nghĩa là... Thôi thôi, im mồm đi cho tôi nhờ. Không ngờ cái lão này thâm nho thật. Dám mượn lời con trẻ để hạ nhục mình. Đã quá. Dạ. Làm tạm đi. Dạ. Mày thế nào Khả? Đúng là uống rượu vào mới thấy sức mạnh của đấng nam nhi. Thằng này được. Ăn nói hay. Thưởng cho mày một... Cháu xin. Cho bình ở đây. Quá đâu. Có đây ạ. Đây là bình thứ tư rồi đấy ạ. Không thành vấn đề. Đang hứng đi. Vào chuẩn bị 4 bình nữa là 8. Đỡ phải gọi. Vâng ạ. Rốt cuộc là mâu thuẫn giữa vợ chồng chị không có gì là ghê gớm. Tòa án họ cũng chỉ dùng biện pháp hòa giải đúng không? Chẳng lẽ phải đợi đến lúc ghê gớm như em nói thì còn ra làm sao nữa? Là phụ nữ, mình không thể để mất lòng tự trọng được em ạ. Chị nghĩ rằng trong chuyện này chỉ có mỗi mình chị được giữ lòng tự trọng thôi à? Thế còn anh Khả? Ngân, em trở thành bà cụ non từ bao giờ thế? Cứ như là trưởng ban tư vấn hôn nhân ấy. Thôi bà chị, kể như Huề đi. Dù sao cũng là cái duyên cái số cả rồi. Chị lại không nghĩ như thế. Đừng có vin vào số phận để cam chịu. Em chưa hiểu nổi đâu. Trong hôn nhân, sự cam chịu của người phụ nữ không thể giữ nổi hạnh phúc được đâu. Mà thôi, chị không muốn nói đến chuyện này nữa. Đi ngủ đi. Mẹ ơi. Mẹ. Ơ kìa, Khánh, sao con hư thế? Giờ này vẫn chưa đi ngủ với ông bà. Chỉ được cái hư giống bố mày thôi. Mẹ ơi, ngày mai con được nghỉ học. Mẹ cho con về nhà thổi kèn tò tí tét về bố. Ngân, em thấy chưa? Đấy là một trong những điều chị khó nói với em đấy.
Đập mạnh đấy cháu. Phải công nhận là tiểu lượng của cậu thuộc hạng cao thủ đấy. Lại uống nữa hả cậu? Trên đời này còn có gì sướng sung hơn là cái việc nâng lên đặt xuống. Uống đi, cho tâm hồn nó bồng bềnh. Uống. Cậu nhỏ Khả cậu à? Cậu cứ việc hỏi to này. Công việc gì phải hỏi nhỏ. Trông mày sợ đứa nào à? Tay chân cháu đang ngứa ngáy lắm rồi. Tí. Dạ. Có chuyện gì thế? Dạ, chú kia chú đập bàn ạ. Biết làm thế nào được. Quán rượu nghệ sĩ là vậy. Phải chấp nhận thôi. À này. Dạ. Nếu mà họ gọi rượu nữa, mày phải gọi tao đi nhá. Rõ chưa? Chú vẫn tiếp tục bán ạ. Bán chứ. Ngán gì mấy tay anh dơm ấy. Yên chí, tao đã có cách của tao. Rõ chưa? Vâng ạ. Đi mây về gió, chuyến choáng hơi men. Không sợ vợ nó đay nghiến à? Cậu còn không sợ sư tử của cậu nữa là cháu. Chúng cháu ly ly thân rồi. Cánh cửa tự do đã hé mở. Hay, thằng này giỏi. Mày làm thế nào mà hé mở được cái cánh cửa ấy? Cậu hỏi cháu gái cậu ấy. Cháu biết gì đâu mà nói. Thôi, cho qua chuyện đi. Quân tử không có lụy cái cánh quần thâm. Đúng. Làm chờ. Vâng. Mày chán gì mà có phải biết chứ mày. Làm đi. Muộn rồi, vào ngủ đi chị. Em cứ ngủ trước đi. Chị đang có điều phải suy tính. Tính gì thì tính, mong chị đừng có mà tính quẩn. Thôi kệ chị đây. Này, đem cho khách. Dạ, nhưng mà khách họ gọi rượu trắng chứ có gọi nước lọc đâu ạ. Mày ngốc lắm. Đối với các nghệ sĩ đang say mềm thế kia, đây không là rượu trắng thì là cái gì? Mày cấm bếp xếp đi nhá. Thôi, mang cho khách đi. Hay. Chìa khóa đâu? Dạ. Thôi, đây ạ. Sợ lắm. Không biết về để vào giờ nào rắt như cay. Cái gì cứ đập vào mặt mình như này. Là gì lâu rồi đấy? Dạ, hai bác thông cảm. Đối với khách đặc biệt, em phải chọn loại rượu ngon ạ. Mong hai nhị vị hết sức thông cảm cho ạ. Không sao. Cẩn thận thế cơ. Thảo nào quá đâu đông khách thế. Dạ vâng. Này, tôi tính ông phải chuyển sang làm giám khảo thi hoa hậu. Chắc chuẩn lắm. Rượu và gái là hai thứ khó chọn nhất. Cậu chỉ được cái nói đúng. Dạ. Đây là thứ rượu gạo chính cống đấy ạ. Không sai một giọt ạ. Trong vắt ạ. Mong nhị vị thông cảm ạ. Và uống với bản quán một tuần ạ. Khả đâu. Làm tí trong vắt đi ông. Êm quá. Dạ. Uống vào đến đâu mát ruột như thế. Đây là rượu đặc biệt. Riêng loại này em miễn phí hai bác cứ uống thoải mái ạ. Cậu này, lần sau cứ loại này mà uống nhá. Khá, em dạ. Mày làm tiếp miễn phí đi dạ. Mày lần sau cứ loại này mà chơi nhá. Mày thua cậu rồi. Có thế chứ. Chẳng lẽ không đổ 6-7 chai chứ ít à? Tí. Dạ. Bác bảo gì cháu cơ ạ?
Vào đem chiếu gối ra đây. Vâng ạ. Chết cha rồi, họ đến đây bằng xe máy. Tí. Dạ, bác bảo gì cháu cơ ạ? Mày chạy ngay ra ngoài cổng xem chiếc xe máy đã mất chưa. Nhanh lên. Dạ vâng ạ. Không thì phiền lắm đấy. Không biết tội tình gì đây. Thế nào hả Tí ơi? Xe vẫn còn bác ạ. Thế hả? Dắt xe vào cho khách đây. Vâng ạ. Mồ vật. Chắc hôm nay bọn trộm cắp mải chơi ở đâu, cho nên không hành nghề đây. Tưởng gì bà bét nhè, mình lo bằng thường. Tôi thì chỉ mong cô được nhàn hạ, chăm sóc con cái, còn kinh tế tôi lo là chính. Thế mà cô lại bảo tôi là cổ hủ, là biến cô thành nô lệ. Này, này, cô thì nhìn lại cô, nhìn lại tôi xem đứa nào giống nô lệ. Nào, cô nhìn lại xem nào. Nói. Anh nhầm lẫn rồi. Bề ngoài ở đây không nói lên được gì cả. Vấn đề quan trọng là tư tưởng. Nói thật nhá, từ khi lấy anh, tôi như bị cầm tù, trở thành một người phụ nữ không thành đạt được, quanh quẩn như một con mèo ấy. Này, trong mắt mọi người dân ở đây nhá, chẳng ai dám bảo là cô không thành đạt cả. Chỉ một mình cô là không nhận ra điều đó thôi. Đủ ngốc ạ. Thành đạt nghề gì vậy? Thành đạt nghề làm vợ. Cái gì? Anh vừa nói cái gì? Anh nhắc lại tôi nghe nào. Thành đạt nghề làm vợ. Cô nghe rõ chưa? Tôi thật sự bất ngờ về anh đấy Khả. Theo anh, chẳng lẽ có cái nghề ấy ư? Nghề làm vợ ấy? Có chứ, chắc chắn đấy. Các cô gái đã bước chân lên xe hoa là đương nhiên đã được xã hội công nhận là đã bước vào nghề làm vợ. Mà gia đình nhà chồng là cơ quan vĩnh viễn. Người làm vợ phải thành đạt trong nghề làm vợ để gia đình hạnh phúc. Còn người chồng phải có trách nhiệm lao động để tô đẹp hạnh phúc ấy, rõ chưa? Anh chỉ lý sự theo quan niệm cổ hủ thôi, không thể chấp nhận được, anh đi đi. Sao? Cô vẫn coi tôi là cổ hủ, cô xua đuổi tôi chứ gì? Được rồi, tôi đi. Ôi, trời ơi, cứu! Kìa, chị Nga, chị làm sao thế? Chị tỉnh lại đi chị. Chị mơ thấy ác mộng, thật giả lẫn lộn, chẳng hiểu ra làm sao cả. Chị mơ thấy gì mà kêu ầm lên thế? Không sao đâu em, em cứ ngủ đi. Không có gì đâu. Kìa chị, thôi đi ngủ đi. Chị còn phải ra nhờ vào cái máy vi tính, chị cần xử lý một số công việc. Dạy, dạy thôi hai nghệ sĩ ơi. Trời sáng rõ mặt người đến nơi rồi. Này, con sư tử bé nhỏ của ông cũng sắp đến rồi đấy. Tử tử tôn tôn đi, đi chơi đi. Này, và ông bà béo, cơn ác mộng của ông sắp đến rồi đấy. Hả? Ông vừa bị bố gì đấy? Ông nhìn ra ngoài trời mà xem. Tôi hỏi thật ông nhé, trời sắp tối rồi, sắp sáng ấy. Đấy, ông nghe thấy gì chưa? Chẳng nhẽ gà lại gáy vào chập tối à? Dài,
thì cứ nói là trời sắp sáng thì rạch việc, bắt nhìn rời, nghe gà gáy. Nó có mỏ nó gáy, nó gáy đêm không ăn thịt thôi. Gáy đúng còn thịt, huống chi là gáy gở. Thôi dậy thôi hai nghệ sĩ ơi. Dậy đi, dậy đi. Buông cái tay thế nào. Khổ quá nhỉ, sao ôm chặt thế? Đây là cái ghế, chứ có phải vợ mình đâu ôm chặt thế. Ui giời ơi, thế này thì làm sao mà thoát được cái xiềng xích của đàn bà cái chứ. Cô vừa nói là có chuyện quan trọng muốn bàn với tôi. Quả có vậy. Thú thật, tôi vừa được thưởng thức một màn kịch vụng về đấy. Cái gì? Cô ám chỉ tôi lại đóng kịch á? Còn phải hỏi nữa. Tôi lấy làm xấu hổ thay cho những người đàn ông hay nuốt lời hứa như anh. Mà anh cũng chẳng cần phải giấu giếm nữa. Cứ quay lại với tình yêu mà anh từng ca ngợi và tôn thờ đi. Này, cô đừng có vu khống nhé. Tôi không có tôn thờ tình đầu tình cuối nào cả. Đừng có bới bèo ra bọ. Anh lại còn chối nữa hả? Hãy cúi nhìn mà xem, tình yêu của anh đang lăn lóc kia kìa. Tôi chết, đổ điếu rồi. Thế có đèn không? Đúng là chứng nào tật ấy. Đã mấy lần chôn điếu rồi, chứ có ít ỏi gì đâu mà đào lên. Này, hút thuốc lào thì có gì sai trái mà cô làm cứ như thảm họa đến nơi. Tôi hút thuốc lào đấy. Tôi chôn điếu xuống lại đào điếu lên đấy. Làm gì nhau thì làm đi. Tưởng sợ lắm. Đã nuốt lời hứa lại còn lên giọng. Tôi thật không ngờ đấy. Này, có chuyện gì thì cứ nói toạc ra đi. Lải nhải mãi sốt ruột lắm. Ngăn nhà, anh hiểu chưa? Tôi và anh sẽ được tự do chờ đến khi có quyết định của tòa án. Anh sẽ thoải mái mà hút thuốc lào, thổi kèn đám ma và kiếm lấy một cô gái có nghề làm vợ. Hả? Cô muốn học phim ảnh Hàn Quốc à? Trời ơi, cái tính tự kiêu của cô đã phát sáng rồi đấy. Thật là bất hạnh cho tôi. Chiều nay tôi sẽ ngăn. Anh nên ở nhà, đồ đạc chúng ta sẽ tự giải quyết. Đến nước này thì tùy cô. Đồ hắc phụ. Cô giỏi thì ngăn luôn đi. Vợ vớ vợ vẩn. Trời ơi, cái thứ gì thế này? Chắc vài năm nay không thay dầu phải không? Em cũng không biết nữa, xe của chị em ấy mà, nổ máy to lắm. Không còn tí nhất nào cả. Chạy thế này hại máy lắm đấy. May mà chưa lột biên. Chồng này, có khác gì nước cống. Hôm nay em phải trực, anh làm nhanh lên giúp em, không muộn giờ mất rồi. Rồi yên tâm, cứ ra ghế ngồi đi. Ơ bố, xe lại giở trò hả bố? Không phải là xe giở trò, mà là vợ chồng anh giở trò. Thôi, anh cứ làm xe cho khách đi đã. Vâng, bố ở nhà đợi con. Ơ anh ơi, xe của em anh quên à? Muộn giờ của em rồi. Thôi nhá, bố vợ kìa. Mợ nhìn xem đã thẳng chưa? Thẳng lắm rồi, chẳng khác gì cái vạch vôi ở giữa sân cầu lông. Thế còn chia gì nữa không? Dạ có, mợ chờ con một lát. Chia gì? Mợ cứ chờ con. Đây còn là tăm mợ chia hộ con. Tăm mà cũng phải chia à? Nga này, có nên không? Chia vắng mặt thì phải công bằng chứ mợ. Mợ cứ bỏ ra đây đếm hộ con nhé. Thôi được rồi, mợ không ngờ con lại cẩn thận thế đấy. À này, thế nhưng mà nếu mà lẻ một chiếc thì tính sao đây?
Mợ cứ bẻ làm đôi cho cháu ạ. Chán đời chúng mày lắm. Người ta yêu nhau thì con chế cắn đôi, còn chúng mày ghét nhau thì xẻ nửa lọ tăm thế này. Chả biết cái thằng cu Khánh nhà chúng mày có chia theo cái kiểu thế này không. Mợ bảo chia cái gì cơ ạ? Chả có ai người ta chia đôi cái lọ tăm như thế này. Vâng, xem ra thì có vẻ kỳ cục, nhưng mà không thể thiếu được, vì đấy là cái lý của một vụ ly dị. Cháu kiên quyết như thế ư? Này, thế còn phần tình thì sao? Vì tình không còn, cho nên cháu mới phải dùng đến cái lý. Xét cho cùng thì cái lý ở đây cũng phục vụ cho cái tình thôi mợ ạ. 85, 85, 88, 88. Lẻ một cái, điềm lành rồi. Thế này thì... Bẻ làm đôi cho công bằng mợ ạ. Kiểu Nga, mợ không bẻ đâu, ngại lắm. Mợ làm sao thế? Mợ đưa đi con bẻ cho. Kìa. Anh vừa nói là anh đồng ý cho nó ngăn đôi nhả ra đấy à? Cô ấy cứ khăng khăng đòi ngăn thì con biết làm thế nào ạ? Anh có điên không đấy? Tại sao anh lại để cho nó sỏ mũi như thế? Thì bố bảo con biết làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ lại đánh nhau? Mà làm cái thằng đàn ông mà đánh vợ thì hèn. Không đánh thì cũng phải cho một cái tát để cảnh cáo chứ. Thảo nào nó cứ tự tung tự tác đến như vậy. Tôi thật bất ngờ vì anh đấy. Thôi được rồi, bây giờ anh cứ nói rõ cho tôi nghe, có phải có kẻ thứ ba dây vào không? Thôi, anh cứ coi tôi như không phải là bố vợ đi, mà là cùng cánh đàn ông nói chuyện với nhau đi. Bố, người thứ ba thì con tin chắc là không có. Mà còn lý do thì... Thôi, anh cứ nói rõ ra đi, không phải ngại ngùng gì cả. Thực tình lần này con chẳng hiểu ra làm sao nữa. Cô ấy cứ đùng đùng làm theo ý mình, con nói không được. Ôi giời. Cho nên cứ mặc kệ nó chứ gì. Hỏng. Đàn ông như anh thì hỏng. Chẳng có một chút gì phương pháp dạy vợ cả. Anh hiền lành quá thôi. Lúc nãy bố nói gì ạ? Muốn dạy vợ phải cho ăn tát. Đúng. Đôi khi cũng phải ra oai chứ. Các cụ ngày xưa vẫn thường dạy, già đòn non nhẽ là gì. Dạ. Nhưng mà tay chân con thế này mà. Ui dạ. Thế thì còn gì răng lại vợ con nữa. Trời ơi, cái nhà anh này đã bảo hù dọa là chính. Dạ. Nhiều khi chỉ giơ tay lên thôi là các bà đã sợ xanh mắt mèo lên rồi. Dạ, vâng ạ. Mà nếu có tát thì chỉ tát nhẹ tay thôi, chứ ai lại tát thẳng tay bao giờ. Dạ, vâng, con hiểu ạ. Thôi tôi về. Dạ, vâng ạ. À này. Dạ. Anh nhớ chỉ là hù dọa thôi, mà nếu có ra tay thì cũng nhẹ tay thôi, giống như là tát yêu ấy. Hiểu dạ, chưa? Dạ, vâng ạ, con hiểu ạ. À này, này này này. Dạ. Tranh thủ về nhà anh. Anh để cho nó ngăn nhà ra như thế mà nhìn được à? Giờ này chắc không kịp cản nữa rồi. Chắc là cô ngăn nhà xong rồi bố ạ. Thôi tùy anh. Bố về ạ. Nhẹ quá. Ông ăn quả chuối đi rồi còn uống nước. Chẳng hiểu chuyện ngăn chia nhà cửa của cái Nga thằng Khả ra làm sao. Tôi sốt ruột quá không ạ? Bà cứ sốt ruột làm gì. Chuyện chắc cũng chẳng nghiêm trọng lắm đâu. Vì thằng Khởi nó không thấy điện về. Trước sau rồi thì cũng sẽ rõ cả thôi. Chuyện đến thế mà tôi thấy ông cứ vẫn bình chân như vậy ấy. Vợ chồng chúng nó tan vỡ đến nơi rồi kia kìa. Ai chả biết. Nhưng mà cứ cuống như thế thì giải quyết được vấn đề gì. Ấy, có sao không ông? Này, ông uống chén nước cho nó xuôi đi. Tôi nói để bà rõ, tôi còn lo gấp 10 lần bà ấy chứ. Còn Nga mà nó ngăn nhà thì vấn đề trở nên phức tạp gấp bội phần. Không khéo còn xảy ra án mạng nữa chứ. Trời đất ơi, có thể lắm chứ. Đã có biết bao nhiêu vụ án tranh chấp nhà cửa đất đai xảy ra rồi. Hơn 100 mét vuông có cụ để lại đấy.
chứ có ít ỏi gì đâu. Một đống vàng đấy ông ạ. Vấn đề này phức tạp đấy bà. Nhưng bà yên tâm, tôi sẽ không thể để cho chiến tranh đất đai xảy ra ở trong cái dòng họ này đâu. Ông xem có cách nào không? Không khéo con Nga nó lại lấn hết phần đất của thằng Khả đấy ông ạ. Bà nói gì? Tôi hy vọng đây là lần cuối cùng bà đề cập vấn đề đất đai ra với tôi đấy nhá. Vâng, tôi hiểu ạ. Ông Nhạc cũng hỏi tao hệt những câu như mày hỏi. Thế tại sao ông ấy không ngăn cản chị Nga lại nhỉ? Chả ra làm sao. Lúc đầu ông cũng định ngăn cản, nhưng tao bảo cứ để yên, để cô giải hết mọi trò ra. À, mà sao mày biết chị Nga ngăn nhà? Chính bố vợ anh gọi điện thoại xuống nhà báo tin chứ ai. Thế bố mẹ có biết không? Thì chính bố bảo em xuống xem tình hình thế nào mà lại. Mà xem ra bố vợ anh cũng tâm lý ra phết nhỉ. Phải công nhận ông cụ là bố vợ tuyệt vời, miễn chê. Mày biết không, chính cụ nhé, đích thân hướng dẫn con rể những bài võ để dạy vợ đấy. Hả? Bố vợ hướng dẫn con rể những biện pháp để dạy dỗ con gái mình á? Ừ. Có chuyện đấy thật à? Có đấy. Nhưng mà này, cấm được cho ai biết đấy, nhớ chưa? Vâng, em sẽ giữ mồm. Nhưng này, chỗ anh em ruột với nhau, anh có thể tiết lộ cho em biết là cái biện pháp ấy nó như thế nào không? Cậu là công an hình sự, lại nổi máu nghề nghiệp rồi phải không? Được, anh sẽ nói cho chú. Hả? Lại còn thế á? Ừ. Chuyện cứ như trong phim ấy. Em chưa từng thấy ông bố vợ nào mà lại xui con rể đánh con gái mình. Không phải là đánh, mà là tát. Tát cảnh cáo, mày hiểu chưa? Úi dồi ôi, mới sang có một tai mà chuyện đã quan trọng thế rồi. Vâng, tát cảnh cáo. Nhưng cảnh cáo thì cũng khác gì là hành hung công dân. Này, đây là chuyện gia đình, nó tế nhị và phức tạp lắm. Đừng có hơi một tí thì khép vào bộ luật hình sự. Đây là cuộc sống chứ không phải cuộc chiến nhé. Mà này, không biết chừng sắp tới tao đây này, vừa là anh ruột mày, vừa là anh em đồng hao với mày đấy. Cẩn thận. Thôi em về đây. Ừ. Mà em hy vọng là anh không phải thế này với chị Nga đâu nhá. Anh Khả ơi, anh có khách này. À, Tuân, vào đây. Ông này, ông thấy chúng nó như thế sao không bảo chúng nó dừng lại? Tôi cũng định bảo, nhưng bà còn lạ gì cái tính con Nga nhà mình nữa. Vừa kêu lại vừa hiếu thắng. Bố mẹ có nói như nước đổ đầu vịt. Ông này, hình như thằng Khả nó có tình nhân thì phải. Tôi nghe thấy người ta nói nó lại giấm dối với mối tình đầu của nó. Thế mới biết tình cũ không rủ cũng tới. Làm gì có chuyện đó. Làm sao ông dám khẳng định chuyện đấy? Ông có ở trong túi nó đâu mà ông biết. Nhưng tôi đã đi guốc vào trong bụng của nó rồi. Này, ông bênh vực nó vừa vừa thôi nhá. Các cụ đã dạy, dâu là con, rể là khách. Muốn gì thì nó cũng chỉ là khách thôi. Bà nó ơi, bà đừng mang các cụ ra mà dọa tôi. Câu nói ấy lỗi thời rồi. Bà đúng là chị em ruột với cậu thân. Hễ mở mồm ra nói là dẫn lời các cụ. Thế còn bà không nói được lời nào của bà. Thế chẳng lẽ ông cũng coi thường lời nói của các cụ à? Làm gì có chuyện đó. Nhưng mỗi thời mỗi khác bà ơi. Ông nói thế mà nghe được à? Ông thì lúc nào cũng bênh con rể chăm chắp ấy. Làm gì có chuyện đó. Tôi chỉ đứng về phía kẻ yếu. Nhưng có lẽ phải. Bà hiểu không? Thằng Khả mà là phái yếu à? Ông lại còn cho là nó có lẽ phải nữa. Thật nực cười. Này, ông có bị làm sao không đấy? Dù gì đi nữa thì nó cũng chỉ là con rể thôi. Thì cũng phải coi như là một người khách quý ấy chứ. Mà bà phải hiểu rằng con gái mình nó quá lộng hành, tự tung tự phát như là một bà tướng ấy. Tôi không thể chấp nhận được cái kiểu ấy. Khổ, cái thằng bé nó chăm chỉ hiền lành như thế mà con gái mình cứ sùng sục làm đơn đòi ly dị bây giờ chứ. Chẳng qua là con gái tôi không muốn chết cùng đấy thôi. Bà nói thế là nghĩa thế nào? Sao lại đen tối thế? Thế nào là thế nào?
các cụ chả đã dạy, một nghề thì sống, đống nghề thì chết. Lại giọng các cụ rồi. Nhưng mà tôi thấy nó chả chết tí nào, mà ngược lại, vợ con nó vẫn sống đàng hoàng, còn sắm cả vi tính, đổi xe máy cho vợ nữa chứ. Bà thấy không, chết là chết thế nào được. Tôi chỉ thấy những kẻ lười biếng thì mê lắm chuyện thôi. Đó chỉ là chuyện nhất thời, cuộc sống còn về lâu về dài. Chứ hay ho gì cái chuyện làm vườn, rồi làm thợ mộc, lái xe ôm, rồi chữa xe máy, bây giờ lại đi học thổi kèn đám ma. Thử hỏi xem, có còn tương lai gì nữa không? Tôi hiểu. Các bà mẹ vợ thường muốn con rể mình làm ông nọ ông kia. Thôi được rồi, ông cũng đừng lý sự nữa. Kiểu gì thì rốt cuộc tôi cũng không lại được với ông. Ông là người đa mưu túc trí, ông hãy nghĩ cách hòa giải cho chúng nó đi, chứ đừng nói không có chuyện đó đâu nữa nhá. Bây giờ đã đến lúc làm gì có chuyện đó nữa rồi. Bà, tôi đã có cách. Bà thấy thế nào? Tôi chỉ sợ lại thò hổ về rừng thôi. Làm gì có chuyện đó. Đấy rồi bà xem, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà nị. Các cụ nói cấm có sai đâu. Ông này, tôi chỉ lo con Nga nó hiểu lầm mình đấy. Được chuyện gì, bà đừng lo. Trước sau rồi nó cũng sẽ hiểu thôi. Chẳng qua là mình muốn nó tốt thôi mà. Đành là vậy, chẳng còn cách nào khác. Thôi, cứ thế nhá. Sân mà cũng phải chia cơ à? Gà ơi, con kỹ tính quá đấy. Con sẽ chia tất cả những gì có thể chia được. Ừ, mà cũng phải. Yêu nhau thì phải rào rộng cho kỹ. Tình hàng xóm không hơn đâu mợ ạ. Và thế là cậu Khả nhà tôi lại có dịp tán tỉnh cô láng giềng đúng không? Tất cả lại như buổi ban đầu. Mợ nghĩ ra rồi, phải chăng cháu định hâm lại tình cảm đúng không? Mợ sai rồi. Đồ đã chán, có hâm lại thì làm sao mà nuốt nổi. Nói như vậy có nghĩa là cháu quyết tâm bỏ thằng Khả. Vâng, tòa đã gọi lần thứ hai rồi mợ ạ. Này Nga, mợ hỏi thật nhé, thế thằng Khả nó gây ra chuyện gì mà con cứ khăng khăng đòi ly dị? Con không thể chấp nhận đứng thứ hai trong tình yêu. Nhưng nói tóm lại, con cảm thấy không hợp, không thể sống với nhau được nữa. Thảo nào, hóa ra là chuyện ghen tuông. Thằng này tưởng hiền lành, thế mà cũng tí táu tí mẻ. Này, đã thế thì mợ đứng về phía cháu, bỏ quách cái thằng nửa nông thôn nửa thành thị này đi. Vợ thì thông minh, trẻ đẹp, trình độ nói tiếng Pháp như gió. Ấy thế mà chồng thì lừ đừ như ông Từ vào đền ấy. Nó mà phải tay mợ ấy thì mợ... Cháu cảm ơn mợ, nhưng mà mợ ơi nhỏ thôi, kẻo hàng xóm người ta lại tưởng là cãi nhau. Cháu cũng thông cảm cho mợ, tại vì cái tính mợ nó như thế, mợ không chịu nổi cái cảnh mà đàn ông nó nhăng nhít đâu. Đấy, mợ khổ vì cậu mày lắm đấy. Nhưng cậu cháu có bao giờ trai gái đâu. Rồi ạ, lại còn trai gái nữa, có mà tao băm viên. Thế mà mợ còn kêu khổ. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh cháu ơi. Cậu cháu thì lúc nào cũng say bét nhẹ, mà cứ mở miệng ra nói sách thánh hiền cứ như cụ tổ ấy, bố ai mà chịu được. Vâng, làm phận đàn bà khổ thế đấy mợ ạ. Thôi chết, mợ phải về đây. Sao mợ có việc ạ? Không phải, mắt mợ mới bị quáng gà, cứ nhập nhọạng gà lên chuồng là mắt cứ tịt lại. Thôi thế mợ về nhá. Dạ mợ về ạ. Ừ. Mợ về nhá. Ừ.
Sắp xong chưa Nga? Sắp xong rồi ạ. Thôi bỏ đây đã, ra đây bố bảo. Vâng. Có chuyện gì thế hả bố? Con cứ ngồi xuống ghế. Vâng ạ. Nhà đã ngăn xong chưa? Dạ ngăn xong rồi ạ. Thế đã chia hết đồ đạc chưa? Bố hỏi chuyện nhỏ nhặt ấy làm gì? Khi nào xong chuyện con sẽ kể cho bố nghe ạ. Mày giỏi lắm à. Làm gì có chuyện đó. Mày coi là nhỏ nhặt ư? Không đâu. Hạnh phúc gia đình bao giờ cũng là điều quan trọng nhất. Mày ngang nhiên đâm đơn đòi ly hôn, rồi lại ngang nhiên ngăn nhà ngăn cửa. Thử hỏi nếu thằng Khả nó không tốt tính thì liệu mày sẽ ra sao? Có còn đủ răng mà nhai cơm không hả? Thưa bố, hạnh phúc là quan trọng. Cũng chính vì điều đó mà con đã phải làm như vậy đấy. Thế thằng Khả nó có tội tình gì mà mày đòi bỏ nó? Hả? Nói đi nào. Nhiều chuyện cộng lại lắm bố ạ. Mà nói chung là không hợp. Không hợp. Ba năm trời mày mất công tìm hiểu nó, rồi chúng mày tự nguyện yêu nhau, lấy nhau, không ai ép cả. Bây giờ lại nói là không hợp. Chuyện đã như vậy rồi, con xin lỗi bố. Nhưng mà bây giờ con đã lớn, đã có con. Bố hãy để cho con tự giải quyết chuyện này. Ta không ngờ mày lại bảo thủ đến như vậy. Mày có lớn, nhưng không có khôn con à? Thôi được, mày cứ làm theo cách của mày. Coi như bố mẹ mày đã chết hết cả rồi. Kìa bố. Thôi, hãy vào thu xếp quần áo đi. Thằng Khánh để nó ở đây rồi còn phải đi học. Với lại không thể để một đứa trẻ sống giữa hai người hàng xóm bất đắc dĩ như vậy được. Bố đuổi con à bố? Không phải là đuổi, mà là đưa mày về đúng chỗ. Như vậy, chẳng khác gì bố đuổi con. Tất cả đều phải ở đúng vị trí và sống đúng bổn phận của mình. Hãy nhớ lấy con ạ. À.